Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk đã đến thăm và tặng quà là nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn trong các khu cách ly y tế, khu vực phong tỏa trên địa bàn huyện Trư Mờ Ga. Tại xã Chua Đăng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 đã trao tặng 39 phần quà trị giá 8 triệu đồng cho người dân đang cách ly y tế tại khu vực cách ly tập trung tại trường tiểu học Chu Văn An, Tại xã Edirne, công ty đã trao tặng 55 phần quà trị giá 15 triệu đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực phong tỏa thuộc Buôn Ta Bê, Buôn Hô và người dân đang cách ly y tế tại khu cách ly tập trung Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm. Dịp này, thông qua huyện Đoàn Chư Mờ Ga, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắc cũng gửi tặng 21 thùng sữa tươi trị giá 7 triệu đồng cho các cháu nhỏ đang cách ly y tế tại các khu vực cách ly tập trung ở huyện Chư Mờ Ga.